Facebook của mình là Tí Cận Vậy nè. Các bạn hãy theo dõi để cập nhật những trạng thái mới nhất của mình nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ tổ chức một cuộc thi, đó là người cuối cùng còn ăn đồ chua chấm muối ớt sẽ thắng 100k. Các bạn xem nè. Đây, dĩa muối ớt rất là đỏ quét đỏ quẹt luôn. Ai cũng vậy hết nha. Mỗi người một dĩa. Và trên bàn có rất là nhiều đồ chua. Chẳng hạn như đây, bưởi, xài, me, mặn. Rồi lâu con người nó bay nghe các bạn. Ổi, bử, táo, cam. Đó, rất là nhiều loại trái cây. Thì người nào mà cuối cùng còn ăn đồ chua sẽ thắng nghe các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi thôi. Hey, ở đây có rất là nhiều đồ chua. Vậy đứa nào tự tin là hôm nay sẽ chiến thắng? Em. Quá là mãnh liệt các bạn, ai cũng tự tin chiến thắng hết. Nhưng mà mấy đứa nên nhớ là chén muối ớt rất là cay nha. Rồi giờ mấy đứa đã sẵn sàng cho trò chơi thì chưa? Sẵn sàng. Ok, giờ sẽ mời Hiếu bóc trước nè. Con số gì ra đây Hiếu ơi? Một trái mặn. Rồi một trái mặn cho em, xin chúc mừng em. Quá nhẹ nhàng đó với Hiếu. Tiếp tục. Đây, một xài. Một trái xài. Một trái xài nghe các bạn. Đó, xin chúc mừng em. Đây, trái xài nó bự cỡ bao nhiêu đây các bạn? Đây mời em. Đó, ngon mà. Còn đây, đây là mặn của em. Anh mời em. Tập đây. Rồi, có gì đâu mà tập. Anh sẽ mời Thiện, Nhân Phẩm. Để coi gì đây. Ba miếng bự, xin chúc mừng em. Em thích ăn bưởi không? Thích. Vậy em thích bưởi không? Thích luôn. Ok. Một miếng của em nè. Hai miếng nè. Ba miếng nè. Trời ơi, đầy dĩa luôn các bạn. Rồi mời em. Đầy đủ. Rồi cho các bạn xem đi. Quá lượt. Trời ơi, xin chúc mừng em. Yeah. Quá lượt này quá hên. Trời, vòng đầu tiên mà hên chứ gì. Rồi, một trái xài và cộng 2 ly Pepsi. Quá ngon luôn. Có Pepsi là chống ăn cay được rồi. Đây, tiếp tục là Di. Để xem là em sẽ trúng gì đây. Cái gì mà dài quá vậy. Một me cho bạn và người kế bên phải một Pepsi. Đây, người kế bên phải là Khôi. Đó, được một Pepsi, còn em là một trái me. Trời ơi, ngon à. Me ngon rồi, nghe me ngon mà. Có gì đâu. Rồi, ok. Trời, vậy là Khôi tiếp 3 ly Pepsi các bạn. Trời, cái thăm này có 3 ly Pepsi mà. Vòng 1 này là Khôi 3 ly Pepsi thì ngon lành luôn. Của Khôi 3 ly Pepsi và một trái xài cho em. Thì luật chơi như sau các bạn. Đó là với những cái dĩa muối ớt này thì mấy em sẽ để cái món ăn mà mấy em đã bóc được vô, chẳng hạn như trái xài với me. Xong rồi mấy em sẽ như thế này. Đó, mở chén muối lên, rắc cho đều lên. Xui xui thì nó không dính muối ớt, còn hên thì nó dính muối ớt nha các bạn. Đó, dở lên gì rồi mấy em bắt đầu ăn. Đó, thì hên là trái me này không dính nha. Rồi, món này nè, đây trái xài nữa không. Đó, khi mà mình la bắt đầu thì các em sẽ trộn lên gì nè. Đó, trộn lên. Thấy có dính gì đâu ha. Trộn lên, nó cho đẹp mắt thôi các bạn. Đó, trộn lên. Mình rắc muối ớt lên trái xài gì nè ha. Mình chà gì nè. Nó dính xung quanh gì nè. Rồi, xong mình bóc lên. Nó gớt được nhiều gớt. Rồi, bắt đầu ăn nha các bạn. Đó, thì đó là công dụng của những cái dĩa muối ớt này. Cho các em ăn kích thích vị giác hơn. Ăn mấy cái trái này nó ngon hơn các bạn. Thường là mình ăn đồ chua là phải chấm muối ớt nó mới ngon đúng không. Đó, đây là đúng bài bản luôn. Rồi, mấy em đang trang này các bạn. Ây, trời ơi, vậy nó mới ngon này. Rồi, đây thì Nhân Phẩm đang trang lên. Đầy dĩa luôn các bạn, toàn là bưởi không. Ôi, đây một trái xài. Còn đây một trái mặn. Cái này nhìn quá ngon luôn các bạn, mình nhìn quá cho thèm. Rồi, mấy đứa trang xong chưa? Rồi. Rồi, ok. Thì vòng chơi đầu tiên này là vẫn như mọi khi nha các bạn. Mình sẽ không tính giờ, chỉ là vòng gửi xe thôi. Các em cứ ăn tự nhiên, chừng nào hết thì nói với anh. Được không? Được. Rồi, ok, mấy đứa sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Chà, cắn nghe nhìn ngon quá coi. Cái này nhìn chảy nước miếng phải không? Dạ. Đây, bưởi nha. Dở quá anh ơi. Dở hả? Ăn từ từ phải không em? Dũng từ từ thôi, không tập nữa. Ăn hết này nhắm tập không em? Chắc vậy á. Vòng 1 mà tạch kỳ lắm nha. Dạ. Vòng 1 dễ mà. Đây, xài ngon không em? Chua không? Không ạ. Đây, mặn thì quá dễ dàng đúng không Hiếu? Quá ngon rồi.
nhìn mấy em ăn mà mình thấy thèm luôn các bạn. Đây đây mình khoái nè, khoai nè, chan muối quá trời nhiều luôn. Ôi ôi giòn khấu các bạn ơi, đã. Mình nghe mà mình chảy nước miếng sao camera không các bạn, các bạn có biết không? Mình không nói các bạn đâu biết. Hành đang xài nè. Xong rồi. Rồi, Hiếu đã xong. Đây trái xài này còn nhiều quá. Hành ăn chưa xong hả Hành? Rồi, Thiện, hết chưa Thiện? Chưa, hai miếng nữa đây. Cái này Thiện tới 3 miếng rồi các bạn. Hai miếng còn bỏ lâu rồi nha. Nhân phẩm cao quá nè. Nhân phẩm bữa nay hơi xui. Rồi, xào ngon không thôi? Ngon. Quá ngon luôn các bạn, nhìn nghe giòn khấu à, đã. Đây. Thiếu mưa ớt này các bạn nha. Thôi mời các bạn luôn. Rồi, các bạn nha. Rồi, một người đó xong, một trái me. Thấy sao? Me ngọt không? What? Không, chua. Chua hả? Nhưng mà ăn được phải không? Coi bỏ trái xài là hơi lâu các bạn. Đây, ở đây rất là nhiều trái cây luôn nha. Cam nãy giờ mấy em chưa bóc chúng nè. Táo nè. Bử nè. Ổi nè. Mận nè. Me. Xài. Bử. Đó. Mấy em ăn rất là ngon lành các bạn. Tham chiến đầu tiên. Em cho cảm nghĩ cái gì? Sao? Ăn trái me xong cảm thấy sao? Cay quá. Cay các bạn, hết hà luôn phải không gì? Em tiến tới vòng 2 được không? Dạ được. Sao mà căng dữ à? Cay quá. Cay quá hả? Rồi, tiếp tục. Xong bên đây. Xong rồi. Bên đây xong hết các bạn ơi. Đây, cùi nè các bạn. Đây. Rồi, 3 miếng bử xong chưa? Rồi. Bử ngọt không? Ngọt. À, muối cay không? Hơi cay xíu. Ok không? Ok ok. Chẳng còn được đúng không? Dạ. Còn em được không? Được. Qua lượt mà khỏe gu quá. Dạ, đúng rồi. Còn em? Xong rồi này. Rồi, tất cả các em đều xong các bạn. Vòng 1 thì nói chung là game rất là dễ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bốc thăm cho vòng 2 nha. Đây, tiếp tục là vòng thứ 2. Rồi, mời Duy bốc thăm nè. Em thích ăn gì? À, thích ăn táo. Rồi, mở ra đi. Để xem có phải táo không. Wow, hai trái táo luôn các bạn. Quá đã đúng không Duy? Dạ. Rồi, lấy hai trái táo đi em. Quá tuyệt vời. Rồi, thôi. Để xem là thôi bốc chúng gì đây. Một miếng bự nha các bạn. Rồi, một miếng bự. Tiếp tục. Đây, anh chàng qua lượt số may mắn. Cái gì đây? Một trái cam. Wow, quá đã luôn, một trái cam. Đây, một trái cam cho em. Đây, khui hàng dĩa muối ớt đi em ơi. Vô, tiếp tục, Thiện. Đây, để coi, ba miếng bự nữa Thiện. Chắc chết quá. Năm trái táo. Món này chắc khoái khẩu à, anh cũng thích táo lắm đó. Làm trái táo cho Thiện. Rồi, xong tới Hành. Đây. Nói ra trời. Me. Một trái me. Một trái me. Nhân phẩm. Me chua lắm ông ơi. Me chua lắm đó. Rồi, vô. Được anh ơi. Hiểu. Thêm lượt bóc hai lần các bạn. Rồi, nhân phẩm này tiêu rồi, xui rồi. Hai trái ổi. Rồi, hai trái ổi, rồi một thăm nữa. Ba me, trời ơi, hai ổi mà còn ba me nữa. Đây bạn ơi. Đây. Hai ổi. Ba trái me. Rồi, sẵn sàng luôn, đồng đội đã cho em nè. Wow. Bữa nhìn ngon quá, bữa chấm muối ớt cũng hết sảy nè, cam nữa nè các bạn. Đó, rất là thơm luôn. Đây, thiện nhân phẩm. Ôi, năm trái xanh lè xanh lét. À, cái này ngon. Đảm bảo với em cái này không có dính nhiều đâu, đừng không có lo. Cay đâu. Ừ, đúng rồi. Còn đây, một trái me. Trời, cái này là ca dễ rồi. Trái me có chút xíu à. Dễ. Ăn cay đổ mồ hôi quá trời luôn các bạn. Nhân phẩm anh ơi. Rồi đây, Hiếu. Gì mà dữ vậy? Tại vì cái này là thập cẩm luôn rồi. Ăn cái này chắc no luôn quá Hiếu. No. No luôn ha. Thì cái vòng 2 này thì mình sẽ bắt đầu căng lên nha các bạn. Mình sẽ cho tất cả các em có 5 phút để vượt qua vòng 2. Khi mình nói vòng 2 bắt đầu thì mình sẽ bắt đầu bấm giờ luôn. Trong vòng 5 phút tất cả các em ai không vượt qua thì sẽ bị loại. Đó. Thì cái này là do khả năng của các em nha các bạn. Rồi, bây giờ mấy em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, bây giờ vòng 2 bắt đầu. Rồi, bấm giờ nha các bạn. Rồi, Hiếu. Quá trời đồ ăn. Đây, hai trái me, chuyện quá dễ dàng. Đây, táo. Rồi, đây, cam. Ngon. Ôi, thơm quá. Thơm quá hay đủ? Dạ. Cay không em? Cay. À, muối ớt quá chừng luôn các bạn ơi. Nhìn mà muốn chảy nước miếng luôn á. Còn đây, khôi, đang ăn bưởi. Có một miếng hả khôi? Dạ. Quá nhẹ nhàng. Còn đây, táo ngon không em? Ngon. Xong. Một người đó xong. Thành với một trái me. Quá dễ. 1 phút 30 giây đã trôi qua. Chỉ có Thành là đã
Quang Thành. Dạ phẩm anh. Đúng rồi, Thành là Thái Quang Thành. Rồi. Wow, ở đây cài người ta có nước ung dung tự tại nha, khỏe ha coi. Dạ. Đúng sung sướng không? Sướng. 1 phút 46 giây. Nhắm ăn hết số này xong cho mình ơi. Đâu? Em xong hả? Khôi xong rồi các bạn. Rồi, 1 phút 57 giây. Hiếu, em nhắm em có hoàn thành cái số này trong vòng 5 phút không Hiếu? Không. Không luôn hả? Đi rồi. Đi rồi hả? Tại hả? Tại vì của Hiếu là tới 3 trái ổi. 3 trái. 2 trái ổi và 3 trái me. Cố lên mấy đứa ơi. Nghe mùi cam nó bốc lên nó thơm quá mấy đứa. Đảo quá. 3 phút đã trôi qua. Thì ở đây, Thành đã xong, Khôi đã xong, và có một thành viên xin từ bỏ cuộc chơi các bạn. Đây, Di, sao em? Cay quá em ơi. Từ bỏ cuộc chơi phải không? Dạ. Rồi ok, vậy là có một người đã tạch nha các bạn. Trong hiện tại là 3 phút 17 giây thì có một em đã tạch rồi. Rồi xin mời em. Em muốn đầu hàng luôn. Rồi, đầu hàng luôn hả Đủ? Dạ. No chưa? Chưa. Lý do tại sao đầu hàng? Cay quá. Quá cay rồi. Đây các bạn nhìn xem. Chiếc mua hết nè. Hai đứa. Đó. Vậy là mời em ra luôn. Rồi, hai thành viên đã tạch các bạn ơi. Rồi, Thiện đã qua vòng, Khôi đã qua vòng. Chỉ còn ở đây Hiếu thôi, Hiếu đang giải quyết 2 trái ổi và 3 trái me. Chúng ta cùng chờ đợi thôi nào. Đồ hàng ơi. Rồi, sao đồ hàng này em? Ngon quá với lại em biết vòng này không qua rồi. Rồi, 4 phút 17 vậy các bạn ơi. Vòng này quá căng đối với em Hiếu rồi. Tại vì em Hiếu quá trời nhiều đồ ăn. Trong vòng 5 phút thì nó cay nữa, chắc là em ăn không nổi. Em cảm thấy no không? No. Cảm giác em như thế nào? Nhưng mà không no lắm, nhưng mà nó biết cay với lại không qua nổi. À, rồi xin mời em ra vòng luôn. Rồi, qua vòng 2. Tạch, tạch, tanh hết các bạn. Giờ chỉ còn đó có 3 người thôi. 3 chiến binh rất là dũng cảm. 3 chiến binh này nhắm là qua được mấy vòng nữa? 2 vòng nữa anh ơi. 2 vòng nữa luôn. Em cũng 2 vòng nữa. Ok, 2 vòng luôn. 3 vòng luôn, rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào vòng 3 thôi. Rồi, mấy đứa đã sẵn sàng qua vòng 3 chưa? Sẵn sàng. Ok, mời Khôi bốc thăm. Khôi là nói là chảy qua 3-4 vòng nữa còn được mà. À, đây, thành gì đây? Một trái ổi. Một trái ổi. Rồi, chúc mừng em. Trái ổi đi em. Rồi, Thiện. Mời em. Gì đây? Hai trái xài. Chà, ca này căng kìa nha. Ca này khá là căng. Rồi, hai trái xài mời em. Rồi, em. Thành. Gì đây? Một phần hai ca. Nửa trái cam các bạn. Rồi. Lấy trái cam cắt làm hai em. Đây, cái dao cho em. Rồi, cắt làm hai. Đây. Bỏ qua đây. Rồi, mấy em đang tiến hành rải muối ớt lên. Nhìn muối ớt bắt mắt quá. Sao Thành, sao lắc đầu rồi Thành? Cay, cay lắm anh. Cố gắng đi giải thưởng anh ơi. Wow. Ý chí rất là cao, rất là kiên cường. Thiện thì sao? Em hai trái xài không mà? Để em gửi đây xíu em chen hết chỗ anh ơi. À, hết chỗ chen. Ví dụ để hai trái vô nó đầy phải không? Dạ. Thôi là trái ỏi. Rồi. Thì vòng 3 này thì mình sẽ rút ngắn thời gian lại. Mình chỉ cho các em có 4 phút thôi các bạn để hoàn thành xong vòng thi. 4 phút của các em bắt đầu. Đây. Mình đang chảy mồ hôi luôn các bạn ơi. Theo mình quan sát là mặt là đỏ rồi đó. Có thể là rất là cay. Chào. Rồi, Thành đã hoàn thành. Chỉ còn 2 người còn lại thôi. 41 giây rồi nha. Để coi Thiện có hoàn thành 2 trái xài trong vòng 4 phút hay là không. Đây, Khôi đang ăn ổi. Trái ổi này là chắc qua rồi. Rồi, mấy em đang rất là cố gắng ăn luôn các bạn. Mình thấy nhìn vậy chứ chén ớt cũng khá là cay đó chứ không phải đơn giản đâu các bạn ơi. Quá trời là ớt luôn. Ớt rất là nhiều. Chắc này là hết hà luôn hả Thành? Xong rồi. Cay luôn anh. Cay luôn à, đỏ mặt luôn rồi mà. Cố gắng qua được mấy vòng nữa. Không biết anh, tới đâu tính anh đây. Tới đâu tính tới đó phải không? Dạ. Nhưng mà cố gắng hết sức đúng không? Cố gắng hết sức. Này tới Thiện. Rồi Khôi, Khôi sắp hoàn thành trái ổi rồi. Rồi. Thiện đang ăn tới trái thứ hai các bạn. Cố lên Thiện ơi. 2 phút 30 giây rồi. Chỉ còn 2 phút. Phút 11 giây rồi. Thời gian cũng còn khá là lâu. Mình nghĩ Thiện sẽ vượt qua được. Cái này trong thời gian chờ đợi nhưng mà cũng khá là cay phải không? Dư âm phải không? Em có muốn bóc thăm chúng cái gì để giải cay không? À, chúng táo anh. Chúng táo hả? Táo ít với ớt hơn anh. À, một sự lựa chọn rất là thông minh. Rồi, Khôi xong rồi. Chỉ còn Thiện thôi. 2 phút 40 mấy giây rồi các bạn. Rồi. Chỉ còn Thiện thôi. Em biết bây giờ là mấy giờ không? Bây giờ là 1 giờ 35 trưa.
Nói chung là anh nói không liên quan đâu. Bây giờ đó là 3 phút 41 giây các bạn. Liệu Thiện có ăn hết trái xoài cuối cùng này không? Đây là trái xoài thứ hai. Nếu mà Thiện thua là chỉ còn có 2 người thôi đó. 3 phút 50 giây. 51. Rồi ok. Còn cái cùi không rồi các bạn. Đó các bạn xem kìa. Rồi Thiện đã qua vòng nha các bạn. Chỉ là vòng thứ 3 này thì ba em đều vượt qua được. Rồi mấy đứa sẵn sàng cho vòng thứ 4 chưa? Sẵn sàng. Ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bốc thăm thôi. Mấy em đã xong vòng 3 thì vòng thứ 4 này anh sẽ reset tất cả lá thăm lại. Trong thùng bây giờ chỉ còn có 1 lá thôi. Mong là mấy em sẽ được dính nước hay gì đó để cứu cánh mấy em ha. Ok. Rồi mày Thiện trước đi. Thiện ngay giữa nè. Cái gì đây? Một trái xoài vậy Pepsi. Trời ơi. Bữa nay ăn xài quả thiệt. Được anh ơi. Được phải không? Dạ. Một trái xài 2 Pepsi. Có 2 Pepsi để cứu cánh các bạn. Đỏ cay. Rồi anh, để coi ba chiến binh này trụ được bao lâu. Thêm lượt bóc 2 lần. Trời ơi bão tắt về. Chết rồi, xui ơi, xui ơi. Nửa trái cam. 2 trái mặn. 2 trái mặn. Dòng này qua, dòng này qua. Rồi cam kết luôn hả? Dòng này em tuyên bố là qua. Rồi ok, ngon ngon. Thôi sao coi, mạnh miệng coi. Dòng này qua không? Qua. Rồi để coi bóc gì. 4 trái cam rồi, ngồi luôn đó. Nói chứ không có 4 trái cam nha các bạn. 5 trái táo. Rồi qua không? Qua. Ok. Rồi lấy hàng đi các em. Đây Pepsi hết rồi thì bây giờ mình sẽ đổi qua Mirinda nha các bạn. Cấp cho các em nước ngọt để các em đỡ cay. Đây 2 ly luôn hả Thiện? Dạ. Đây, một trái xài với 2 ly Mirinda, quá đã. Rồi, của Thiện. Xong. Rồi. Ăn chiếc này chắc mai mốt không dám ăn trái cây nữa quá mấy đứa. Bình thường anh ơi. Bình thường phải không? Vòng này em qua được anh ơi, không sao đâu anh. Thì vòng này ba thành viên rất là tự tin các bạn. Hôm nay cắt cái làm hai được không anh? Được luôn em, miễn sao là em ăn hết trái xoài thôi. Mấy em đang chan muối vô các bạn. Wow, cái dĩa này của Thành nhìn rất là ngon. Thở dưới là Thành. Cay lắm anh. Mặt đỏ quá rồi nè. Quá trời cay phải không Thành? Nhưng mà Thành rất là tự tin là sẽ... là lấy được giải anh. Đúng rồi. Không phải đầu hàng dưới chừng được. Thành rất là tự tin. Đây Thiện. Này Thiện đang cắt cái xài ra để dễ ăn hơn. Đó, còn Khôi nè. Đây là của Khôi. Khôi đang chờ để được bắt đầu thi vòng 4. Thì vòng 4 này để các em chinh chiến với nhau. Mình sẽ cho các em có 3 phút để hoàn thành vòng thi. Đây 3 phút của Thành, 3 phút của Thiện và 3 phút của Khôi. Thành cố gắng lên nghe em. Dạ. Của em hơi nhiều đó, 3 phút không biết được không đây. Được. Rồi 3 phút của các em. Vòng 4 bắt đầu. Đây các em đang ăn các bạn. Thành đang cố gắng hết sức. Chỉ còn 3 thành viên thôi. Sắp có kết quả rồi. Chỉ còn vài giây nữa thôi sẽ đón giao thừa. Ủa lộn, vài giây nữa thôi sẽ có kết quả. Thành đang ăn mặn rất là ngon các bạn. Thiện thì đang say sưa với trái dưa. Ủa lộn, trái xài. Sao hết hà Thiện? Chua chua. Chua hả em? Chua chứ không cay, như là mình thấy là độ ăn cay của Thiện khá là cao. Thiện ăn cay khá là giỏi. Còn đây 3 trái táo của Khôi. 57 giây đã trôi qua. Một phút 12 giây nghe mấy đứa. 3 phút dành cho các em. Liệu các em có vượt qua khỏi cái vòng thi số 4 này không? Một phút 50 giây các bạn. Của Khôi chỉ còn có một trái táo thôi. Rồi Khôi qua chắc rồi. Còn này của Thiện. Thiện chỉ còn có một phút thôi. 2 phút trôi qua các bạn. Còn Thành. Thành cũng còn một miếng cam thôi. Vòng này chắc các em đều có thể qua nếu như thật sự cố gắng. Không. Xong rồi phải không? 2 phút 30 giây Thành đã xong. Quá vòng. Rồi còn Thiện. 2 phút 35 giây rồi Thiện ơi, xong chưa? Thôi xong chưa? Nhai hết mới được nha.
xong rồi, kho đã xong. Vòng 4 này chắc tất cả thành viên đều qua quá rồi. Ok, hiện đã xong. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến tới vòng 5 đó. Thì vòng 5 này mình sẽ cho các em loại trừ lẫn nhau bằng cách là rút ngắn thời gian lại chỉ còn 1 phút 30 giây. Các em có chịu không? Chịu. Chờ mời các em bốc thăm. Đây, mời Thanh. Hai trái xài. Rồi, tiêu rồi. Hai trái xài. Cặp hai trái xài xong 1 phút 30 giây, hơi khó. Bài của em là gì đây? Một trái xài cho Thiện. Đây, xài không gì ta? Rồi, còn Khôi thì là gì đây? Quá lượt. Quá hơn cho Khôi các bạn ơi. Khỏe rồi, heo rồi. Rồi, Khôi im, rất là khỏe rồi. Chỉ còn hai người này đấu với nhau thôi. Mấy em đang chét múa lên các bạn. Rồi, 1 phút 30 giây của hai em. Bắt đầu. 1 phút 30 giây để xem hai người này ai là người chiến thắng đây. Một phút 30 giây. Có khi nào hai người đều tách không? Nếu mà hai người đều tách là Khôi sẽ là người chiến thắng, không cần ăn luôn. Cái này rất là hồi hộp luôn các bạn. Thời gian đang trôi qua rất là nhanh. 54 giây đã trôi qua. Chỉ còn có 30 giây nữa thôi. Thiện thì còn một cái cùi xài chút xíu thôi. Còn Thành thì còn một trái nữa. Hết nổi rồi. Hết nổi rồi hả? 1 phút 6 rồi. Giây rồi. Em xong hả? Rồi. Chúc mừng Thiện đã thành công. Còn Thành thì tách. Cho anh một chút cảm nghĩ cho Thành. Nói với cay lắm hả? Ok, vậy mời em ra. Rồi, chỉ còn lại có hai chiến binh thôi. Hai chiến binh này còn chần chờ gì nữa. Bốc thăm. Đây các bạn. Một trái cam. Đây, một trái cam nha các bạn. Rồi. Thôi. Một miếng bự. Rồi. Thì vòng thứ 6 này hai em sẽ còn lại thời gian đó là 1 phút. Hồi nãy 1 phút 3 giây rồi, giờ 1 phút. Để xem hai em có vượt qua được vòng này hay là không. 1 phút của hai em sẽ bắt đầu. Đây. Mười sáu giây đã trôi qua. Ai sẽ vượt qua đây? 7 giây rồi. 38 giây rồi. Rồi còn một miếng thôi. 19 giây. 19 giây rồi Thiện ơi. Liệu một miếng nữa em có xong không? Rồi, xong. Khôi đã xong. 13 giây. 10 9 8 7. Đâu giơ lên cho các bạn xem. Rồi ok. 57 giây các bạn. Vòng này hai em đều qua. Quá là gay cắn luôn các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục tới vòng thứ 7. Vòng thứ 7 hay là vòng cuối cùng đây? Hai em có quyết thắng không? Quyết thắng. Sao? Ok, bốc thăm, Thiện. 3 miếng bưởi. Đây, 3 miếng bưởi. Rồi lấy đi em, 3 miếng bưởi nha. Ốc trái mặn. Rồi. Vòng này thì các em chỉ có lại 30 giây để giải quyết nhau thôi. Rồi, mấy đứa đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, 30 giây cho mấy đứa để hoàn thành vòng thi này, bắt đầu. Theo mình tiên đoán thì chắc Khôi là người chiến thắng đó các bạn. Tại vì chỉ có một trái mặn thôi. Còn bên đây Thiện, mặc dù đã rất là cố gắng nhưng mà nhân phẩm không biết như thế nào đây. Vòng này dến tới 3 miếng bưởi. 21 giây rồi, còn 8 giây nữa thôi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 30 giây, dừng. Rồi, Khôi xong chưa? Xong. Thiện còn 3 miếng bưởi các bạn ơi. Vậy là người chiến thắng trong cuộc thi này đó là Khôi. Yeah. Rồi ok, Khôi là người chiến thắng trong cuộc thi này các bạn ơi. Rồi xin chia buồn với em, cảm giác của em như thế nào? Áo quân. No quá này. Rồi em thấy trái cây hôm nay là tươi không? Tươi, ngày nghỉ em ngán tới già luôn đó. Rồi còn muối ớt có cay không? Cay. Nhưng mà anh thấy là em ăn cay cũng khá là giỏi các bạn. Mình thấy là Thiện ăn cay khá là giỏi. Mấy bạn khác thì ăn cay mặt đỏ bừng luôn mà em này ăn cay rất là mặt rất là tươi nha, rất là bình thường luôn, không có chuyện gì xảy ra hết trơn á. Rồi xin chia buồn cùng em nha. Rồi mình sẽ trao giải cho Khôi. Đây 100k, chúc mừng em. Dạ. Vỗ tay. Cảm giác của em khi chiến thắng như thế nào Khôi? Rất là vui. Là em ăn thì ít nhưng mà cái này là thử thách lớn nhất của em rồi. Em đã cố gắng hết sức nhưng không ngờ em đã chiến thắng. Wow, xin chúc mừng em, hôm nay Khôi rất là giỏi nha bạn. Và nếu các bạn thích cái sự ghi người cuối cùng này thì hãy để lại cho mình một like, một share, một lượt đăng ký ủng hộ mình để mình có thể ra những cái clip hay hơn, chất lượng hơn cho các bạn xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.